Rồi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Và phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu Kiều Đàm. Từ khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm. Và trục đường này là 20m nha quý anh chị. Thì bắt đầu mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Mọi người cùng theo chân với Phước Sửu đi tìm hiểu một căn nhà trong khu dân cư Kiều Đàm. Với cái căn nhà như mọi người nhìn thấy thì đường trước nhà là 7m, xe hơi tránh nhau cực kỳ thoải mái rồi ha. Căn nhà này được thiết kế là 10 x 20. Hướng của căn nhà là hướng đông lệch bắc một chút xíu. Với căn nhà này thiết kế một trệt một lầu. Và căn nhà này thì như mọi người nhìn thấy thì được thiết kế toàn bộ bằng gỗ. Và cái cách thiết kế giống như của phương cách thiết kế của phương Tây, rất là bắt mắt, rất là đẹp. Và đặc biệt là sân vườn xung quanh rất là nhiều cây cối nè, có hồ nước nè, phong thủy từ trước ra sau. Phía sau thì có chùa một giếng trời là trồng cây rất là bắt mắt. Ở đây thì căn nhà được sử dụng rất là nhiều gỗ thông, được thiết kế tầm khoảng 3 phòng ngủ. Và mỗi phòng ngủ đều có một cách kết nối là thoáng mát và thông thoáng giữa tất cả các căn phòng với nhau, và tạo nên một sự rất là hài hòa. Và giữa căn nhà thì cũng được trồng rất là nhiều loại cây để lấy ánh sáng ngay từ giữa giếng trời của căn nhà. Từ vị trí của căn nhà này thì mình có thể di chuyển ra đường lớn của căn nhà, đường lớn của khu Kiều Đàm, mất tầm khoảng hơn 100m. Căn nhà này thì pháp lý sổ hồng cầm tay đầy đủ luôn. Quý chị mua bán thì sang tên ngay, đã hoàn công đầy đủ. Và chủ nhà này đang cần tiền nên rất là thiện chỉ muốn bán. Quý chị cần thông tin thêm hãy inbox ngay cho Phước Sửu, để Phước Sửu sẽ là lấy thông tin đầy đủ để gửi đến quý anh chị. Hiện tại đây là một căn nhà rất là hot trong khu Kiều Đàm. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào tránh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm, như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Max. Chỉ 1km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Thất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế, vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của điểm đầu của 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít dạo không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh trần xinh soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm, nên nhiệt độ đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình. Nếu bạn đang có nhu cầu thì lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu là lô đất rất là rẻ hơn so với giá thị trường, do gia chủ kẹt tiền cần bán gốc.
Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở tất cả các quận trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.